những loài ếch nhái có vẻ ngoài ấn tượng nhất Việt Nam. Ếch bám đá đốm vàng Amulus splendidissimus, khu vực phân bố, Lai Châu, là loài mới phát hiện năm 2007. Cóc tía chân màng nhỏ Bombina micro della digitora, khu vực phân bố, loài này từng được ghi nhận rộng khắp khu vực miền núi phía Bắc, nhưng hiện chỉ còn một quần thể trên dãy Hoàng Liên Sơn. Cóc mày trung gian Brachytarsus fris intermedia, khu vực phân bố Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai. Nhái lưỡi Glyphoglossus molossus, khu vực phân bố đồng bằng sông Cửu Long. Chảnh ương vạch Calula mediolaneata, khu vực phân bố ghi nhận ở Đắk Lắk, Gia Lai, đảo Phú Quý, Bình Thuận. Cóc mày mắt đỏ Leptobrachium pollum, khu vực phân bố Tây Nguyên, là loài đặc hữu của Việt Nam. Ếch gáy dô Linonectes dabanes, khu vực phân bố miền Nam Việt Nam, ghi nhận ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Kiên Giang. Ếch cây cựa Lycophorus calcaneus, khu vực phân bố một số khu rừng thường xanh độ cao 1.300 đến 2.000 m ở Tây Nguyên, là loài đặc hữu của Việt Nam. Ếch cây Kayo Lycophorus kayo, khu vực phân bố Sa Pa Lào Cai, Thanh Sơn Vườn Quốc gia Xuân Sơn Phú Thọ, Bến En Thanh Hóa, Hương Sơn Hà Tĩnh, Phong Nha Kẻ Bàng Quảng Bình, Buông Lưới Gia Lai. Ếch cây màng bươi đỏ Lycophorus rhodopus, khu vực phân bố ghi nhận ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng. Ếch cây sần Bắc Bộ Taloderma cortacalli, khu vực phân bố một số khu rừng rậm ở miền Bắc Việt Nam. Ếch cây hủi Taloderma gordoni, khu vực phân bố miền Bắc đến miền Trung Việt Nam.